bạn biết nâng người khác lên dù có bị hạ chìm, thì cũng một ngày, người khác cũng sẽ nâng bạn lên và nhấn chìm những kẻ muốn dìm bạn xuống, đơn giản thế thôi. Tại vì một khi đã bước ra giang hồ, bạn phải sẵn sàng đến một việc, một ngày nào đó giang hồ sẽ giàn cảnh dập bạn tơi bời hoa lá hẹ vì sự ganh ghét đố kỵ tị hiềm, hay là vì sự thiển cận ngu dốt khi họ nghĩ rằng bạn chỉ là số 0 trong tầm nhìn cực âm của họ. Nhưng nếu đời đã không dễ ăn, thì cũng đồng nghĩa là những chiêu trò mánh khóe luôn tồn tại, và mục tiêu của chúng chính là hủy diệt lòng tin và ý chí chiến đấu của bạn. Nếu như bạn sụp đổ thì chẳng khác gì hy sinh lãng xẹt trước những cái miệng độc địa. Trong khi đời anh hùng và nhi nữ còn rất nhiều chuyện khác phải làm, còn rất nhiều trận chiến lớn hơn để bạn cống hiến và lăn xả một cách xứng đáng. Tại vì không ai có thể biết rõ hết được sức mạnh của bạn trừ khi chính bạn tự khai tử nó. Miệng lưỡi con người dù cay độc, nhưng chung quy là do chỉ họ tự tạo, chỉ là giả định giả đoán những cái có thể hoặc phần lớn là không thể đối với bạn. Giống như ông thầy nào đó nói bạn dở, hay các nhà đầu tư nói ý tưởng của người khởi nghiệp là ngáo hàng, ngáo giá, thiếu cơ sở cấu thành. Trong khi người ngày xưa bị chê lên chê xuống là thành công với đứa con tinh thần của mình. Bởi thế, đời người chân nhân hay tiểu tốt vẫn còn mờ mịt xa vời lắm. Đường dài mới biết ngựa hay, xàm ngôn tục tử thường nhây lắm điều. Tại vì bạn được nhiều người yêu mến, sẽ có rất nhiều người đố kỵ, có các nhóm kế hoạch đằng sau muốn bạn trở thành hạt cát trên sa mạc. Họ muốn hạt cát đó nhỏ nhoi đến nỗi không ai nhận ra, và họ cầu mong cho cơn lốc nào đó thổi bay bạn đi để cho người khác không nhìn thấy bạn, để rồi họ và hội nhóm nào đó nổi lên thay bạn. Khi đứng trước trò gian manh này, bạn càng phải yêu thương bạn nhiều hơn, vì bạn biết đó là âm mưu thì mắc mưu làm chi cho mệt. Cách hiệu quả để bạn khai thông thế bế tắc đó chính là cứ tập trung vào việc xây dựng chính mình, tập trung vào lao động bền bỉ, tập trung vào sức mạnh bên trong và khai quả tiễn những tinh hoa bậc nhất của bạn. Người đẳng cấp không bao giờ muốn tranh cãi nhiều lời vì lãng phí thời gian mà còn hạ giá trị của bạn. Chỉ cần tập trung vào hành động để chứng minh thay lời nói thì bao nhiêu ác nghiệt cũng dần tiêu tan. Vì cuối cùng, điều mà thế gian muốn hướng đến đó chính là sự tốt đẹp và hạnh phúc. Những giá trị của bạn khiến cho người khác cũng tốt đẹp theo cùng bạn. Khi bạn biết nâng người khác lên dù có bị hạ dìm, thì cũng một ngày, người khác cũng sẽ nâng bạn lên và nhấn chìm những kẻ muốn dìm bạn xuống. Đơn giản thế thôi.